vật chính của ngày hôm nay, một cô gái vô cùng xinh đẹp, tài năng và quyến rũ. Thưa quý vị, hãy cùng chào đón Linh Lê. Các chàng trai ơi, Linh Lê đây là á hậu 3 của cuộc thi Miss Việt Nam World Choir 2018 tổ chức tại Việt Nam và Đài Loan. Có những MV ca nhạc từ sản xuất trên YouTube thu hút rất đông khán giả hâm mộ. Và tiếp theo là một trong những thí sinh sáng giá cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2021. Và lẽ câu đầu tiên phải là Linh Lê gửi lời chào đến khán giả chứ nhỉ? Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin được gửi đến anh MC và tất cả các bạn khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, mình đang hoạt động nghệ thuật và có lẽ khán giả cũng thắc mắc là một cô gái xinh xắn như thế này, với ngoại hình lý tưởng như thế này, lại đến đây để tìm chân ái của đời mình. Tại sao Linh Lê lại dũng cảm làm điều đó khi đến đây để tìm cho mình một nửa yêu thương? Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì em cũng sẽ có những cái vấn đề gặp trục trặc, đó là mình chưa tìm được một mối quan hệ có thể là lâu dài. Thì chính vì ngày hôm nay thì em đến với chương trình là đăng nhập trái tim để tìm cho mình một người có thể thấu hiểu mình, người hiểu mình và quan tâm đến mình nhất ạ. Vậy thì ngày hôm nay hy vọng là Linh Lê đến đây cùng với đăng nhập trái tim để tìm được chàng trai lý tưởng của mình. Và ngày hôm nay Linh Lê đến đây không có cô đơn thưa quý vị, còn có cả hội đồng người thân nữa. Để xem đó là ai, cùng chào đón người thân của Linh Lê. Vâng thưa quý vị, đây chính là người thân của Linh Lê sẽ đến đây để có những phần rất là hấp dẫn trong đăng nhập trái tim. Chúng ta cùng làm quen với họ nhé. Dạ xin mời ạ. Xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình đăng nhập trái tim. Xin được tự giới thiệu, mình tên là Cao Nhân Trí và mình đang là một người anh đồng nghiệp của Linh Lê. Và hy vọng rằng mình sẽ làm đúng nhiệm vụ và sẽ chọn ra được một người chân ái cho Linh Lê trong chương trình hôm nay nhé. Dạ. Tiếp theo xin mời cô gái xinh đẹp này. Dạ xin chào tất cả mọi người. Thì em tên là Quyên Lê. Thì em là em chơi chung với lại chị Linh Lê ạ. Chơi chung à? Dạ. Chơi chung. Rồi còn đây, có chơi chung luôn không ạ? Dạ có, dạ em xin chào anh Hiếu, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Hoàng Phàm, em là bạn thân của hai chị này. Hội đồng người thân gồm những người anh em bạn bè chơi chung với nhau. Chúng ta cùng mời họ vào vị trí, xin mời. Thưa quý vị, và bây giờ để rộng đường dư luận để cho các chàng trai của chúng ta có thể có thêm thông tin về Linh Lê, mình sẽ có vài câu hỏi với hội đồng người thân nhé. Xin hỏi bạn Trí. Trí ơi, là một người anh đồng nghiệp như vậy thì có khi nào Linh Lê chia sẻ về tình yêu hay là về một cái hình mẫu, một mong ước nào đó về một nửa của mình không ạ? Linh Lê cũng có chia sẻ với Nhân Trí là thích những cái người mà phải cao hơn Linh Lê. Oh. Và đặc biệt là tuổi là phải nhỏ hơn Linh Lê. Là thích cỏ non à? Là thích cỏ non à? Đúng rồi, thích cái dạng non non chút xíu. Làm chung nghề thì càng tốt. Đúng là giống như là trong showbiz chúng ta đang có một cái trào lưu nha, phi công. Dạ đúng. Đúng rồi. Không? Dạ, vâng. Đúng không? Em học hỏi đấy. Khi mà chúng ta xinh đẹp, chúng ta có tài năng thì chúng ta hoàn toàn có quyền để lựa chọn một cái mảnh ghép nào phù hợp với mình, phải không Linh Lê? Rồi, vậy thì còn cậu em chơi chung. Anh hỏi về những điều em biết về Linh Lê là gì, đặc biệt là một cô gái như thế nào trong tình yêu? Dạ chị Linh đây thì em biết cũng nhiều lắm rồi, tại chơi đó giờ chơi lúc còn nhỏ xíu xíu kìa. Em biết chị Linh là con người rất là quan trọng về cái mặt tình cảm. Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều hội đồng người thân. Với một người anh và hai người em là Cao Nhân Trí, Hoàng Phàm và Quyên Lê. Vậy để xem sau khi có những cái thông tin đầu tiên từ hội đồng người thân thì 30 chàng trai chúng ta sẽ quyết định như thế nào. Và bây giờ bắt đầu đến những phần hấp dẫn của đăng nhập trái tim. Và chỉ riêng có ở đăng nhập trái tim, 30 chàng trai bên kia chỉ với 30 giây phải đưa ra quyết định. Với những thông tin ít ỏi vừa rồi, các bạn phải lựa chọn đăng nhập để tìm hiểu theo cảm tính của mình. Hoặc các bạn lựa chọn đăng xuất
nếu các bạn nghĩ rằng đây là cô gái không phù hợp với mình dựa vào những thông tin từ nãy đến giờ. Nếu đồng ý đăng nhập, các bạn vui lòng giơ bảng trái tim màu xanh lên. Còn nếu không, các bạn không cần làm gì hết. Ngay bây giờ, 30 giây dành cho 30 chàng trai độc thân. Bắt đầu! Như vậy là chúng ta có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Và như vậy thưa quý vị, chúng ta có đến 26 chàng trai đã quyết định đăng nhập để tìm hiểu Linh Lê. Ôi vỗ tay là sao ạ? Em vui ạ. Là team mình có đủ 26 ngăn để chứa 26 chàng trai có, không? Có, tại vì ế quá rồi, em chấp nhận. Có luôn. Dạ vâng. Linh Lê ơi, mình dù gì cũng là người nổi tiếng, cũng là người bây giờ được em nhiều tém, người quan tâm. Em tém tém lại đúng không ạ? Nếu mà em cảm thấy tém tém được thì anh sẽ cho em một cái cơ hội. Và bây giờ để giúp cho Linh Lê có thể dễ dàng có cái lựa chọn chính xác hơn và nhiều cảm xúc hơn, thì chương trình từ 26 chàng trai sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra 10 chàng trai may mắn nhất. Và bây giờ hãy xem có những chàng trai đã vừa đăng nhập. Để có thể tìm hiểu thêm thì chương trình sẽ lựa chọn ra ngẫu nhiên 10 chàng trai may mắn nhất bước vào vị trí chính thức để đến với những vòng cực kỳ gay cấn của đăng nhập trái tim. Và hãy xem 10 chàng trai may mắn đó là ai. Mời hệ thống làm việc. Và bây giờ chúng tôi đã có tín hiệu từ hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. 10 chàng trai đó là ai? Xin mời! Chúc mừng chàng trai ở vị trí số 4, số 8, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 27 và 30! Thật là tuyệt vời thưa quý vị. Như vậy là 10 chàng trai may mắn nhất đã tiếp tục được đăng nhập và tìm hiểu cô gái tuyệt vời, xinh xắn và tài năng ngày hôm nay, đó chính là Linh Lê. Một lần nữa chúc mừng 10 chàng trai và mời các bạn vào vị trí của mình ạ. Đầy hào hứng và đầy năng lượng thưa quý vị, đó chính là 10 chàng trai may mắn nhất. Và chúng ta cũng rất tiếc phải chào tạm biệt 20 chàng trai phải ngồi nhìn người ta yêu nhau. Mời các bạn vào vị trí của mình đi ạ. Linh Lê ơi, từ 30 chàng trai về chỉ còn có 10 chàng trai thôi, em cảm thấy như thế nào? Anh cho em xỉu một cái đi. Xỉu cỡn. Em biết sao, team em chứa được 30 ngăn, bây giờ còn có 10 ngăn, giờ em tiếc quá. Team em chứa được 30 ngăn, bây giờ còn có 10 ngăn, giờ em tiếc quá. Vị thân mến, thế giới có 8 tỷ người, việc mà chúng ta vô tình đi lướt ngang một ai đó đã là duyên phận rồi. Huống hồ gì đây chính là 10 chàng trai được sự lựa chọn ngẫu nhiên của chương trình và trở thành những chàng trai may mắn nhất. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải chia buồn với 20 chàng trai còn lại nha. Để xem 10 chàng trai may mắn đó là những ai. Mời các bạn cùng giới thiệu nào. Chào anh, chào chị và tất cả anh chị em có mặt ở đây. Chào chị là chào chị nào ạ? Đặc biệt là chị Linh. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Đi kiếm người yêu đăng nhập vào mà chào chị Linh. Lúc đầu chị nói là chị thích người kém tuổi chị. Là khẳng định phải không? Kiểu như là khẳng định là mình kém tuổi đúng không? Mình tên gì, mình đến từ đâu nào? Em xin tự giới thiệu, em là Phan Trường ạ. Em hiện tại đang là ca sĩ tự do và em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, yeah. Cảm ơn Phan Trường. Tôi thích cái cách mà chàng trai này rất là tung chiêu, nhàng. Đúng không? Đúng rồi. Tung chiêu liền chị là luôn. Cho biết liền là cái gu của chị đây này, phải không? Đúng rồi. Hay hay nha. Chàng trai tiếp theo, xin mời nào. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào anh và anh chị và đặc biệt là chị Linh. Em chị Linh luôn hả? Không, em cũng xác định giống bạn cái bên rồi em là đại chung là chiêu cũ đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, thả tim chị luôn. Thích nha, chị thích nha. Dạ, em tên là Thái Bảo, hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc
Dạ, của em là, công việc của em là hiện tại là ca sĩ tự do với là diễn viên ạ. Dạ, em tên là Bảo Khang. Công việc hiện tại của em là diễn viên và người mẫu ảnh. Hết rồi. Miếng này hài đó, mắc cười ghê. Chàng trai thứ tư. Em tên là Văn Khánh. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Chàng trai tiếp theo nào. Em là Khai Bin, hiện tại đang làm là ca sĩ tự do và dancer và producer. Dạ, em tên là Bá Quyết, nickname của em là Thiên Bá. Hiện tại thì em đang làm huấn luyện viên fitness và mẫu ảnh tự do. Huấn luyện viên fitness wow, à? Cái này là em đang thiếu nha. Chàng trai tiếp theo. Họ tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Công, quê quán ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đi xin việc đúng không? Hay đi tìm người yêu? Em đi tìm người yêu ạ. Tìm người yêu sao? Liệt sự, liệt hiệp thế. Chắc chắn là Linh Lê đang muốn chàng trai nào mạnh mẽ hơn để xem bạn này. Wow. Em thấy con chuột chưa? Em thấy con chuột chưa? Có quá anh. Em tên là Lê Phạm Thế Vũ và hiện tại em đang là nghệ sĩ xiếc của bộ môn thăng bằng tay nghệ thuật. Và bên cạnh đó công việc của em còn là một giáo viên tiếng Anh. Quá tuyệt vời. Nghĩa là vừa có năng khiếu nghệ thuật mà vừa có học vấn nữa. Người tiếp theo nào, xin mời. Xin chào Linh Lê. Xin chào mọi người. Thì mình tên là Tấn Trung, hiện tại là mình đang là diễn viên và ca sĩ. Chết rồi, bối rối quá. Không biết bối nói rối gì quá. Là vì cái gì bối rối à? Mai gu, nên là rất là bối rối. Anh tên là Đình Lâm, quê của anh là thành phố biển Quy Nhơn. Diễn viên tự do, VT Game, nam, nữ. Trai miền biển, tuy nước biển mặn nhưng mà mình ngọt ngào chứ. Tôi muốn phải thả thính vào nhé. Thưa quý vị, chúng ta vừa làm quen sơ qua với 10 chàng trai may mắn để được hệ thống của chương trình lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng từ nãy giờ chỉ mới là màn chào hỏi đầu tiên thôi thưa quý vị. Tiếp theo sau đây mới là vòng chính thức của chương trình. Liệu rằng sau khi trải qua vòng chính thức này mà một cái tên cực kỳ kinh khủng, bí mật, động trời, thì còn bao nhiêu chàng trai tiếp tục đăng nhập vào trái tim của Linh Lê và bao nhiêu chàng trai phải đăng xuất. Chúng ta cùng đến với vòng bí mật, động trời. Thưa quý vị và các bạn, bí mật động trời là một vòng mà chỉ nhiên trên sân khấu sẽ xuất hiện một bí mật kinh thiên động địa, ngàn năm chôn giấu. Em nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em 26 ạ. 26 năm chôn giấu thưa quý vị. Hãy xem bí mật động trời của Linh Lê mang lên sân khấu là gì. Xin mời! Ây da! Hồi hộp không ạ? Thưa quý vị, đây chính là bí mật động trời ngàn năm chôn giấu, được để trong chiếc rương chưa bao giờ được lần mở. Ngày hôm nay, lần đầu tiên tại sân khấu của Đăng Nhập Trái Tim, chúng ta sẽ biết được bí mật động trời của Linh Lê là gì. Mở cái động trời hơi sợ quý vị. Mình đếm ngược đi anh, cho đỡ run ạ. Anh Hiếu đếm ngược đi cho đỡ run. Anh mở cái động trời của em ra đó. Quý vị thấy cái rương không ạ? Giống như được giấu kỹ lắm rồi, bây giờ mới mang ra ánh sáng. Bí mật động trời của Linh Lê đó là Có thể cho các chàng trai bên cánh trái và cánh phải cùng xem. Mời bạn. Gì à? Gì đó? Tâm giác. Cái hình này là các bạn phải suy nghĩ rất là nhiều đấy anh Hiếu ạ. Anh cũng đang suy nghĩ. Xanh đỏ. Cảm ơn người đàn ông áo đen đeo kiếm đen. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã thấy đây là gì phải không ạ? Anh có suy nghĩ ra điều gì không anh Hiếu? Một khối hình tam giác. Nhưng mà ẩn chứa sau đó là gì để có thể trở thành hình tượng cho bí mật động trời? Theo các chàng trai nghĩ nó ẩn chứa điều gì ạ? Em đoán đó là kim tự tháp. Kim tự tháp à... Nghĩa là Linh Lê đến từ Ai Cập. Đúng rồi anh, nữ hoàng Ai Cập.
Số 10 ạ. Dạ, em thấy cái đó nó có tới 5 mặt đúng không anh? 5 cái, mặt. Rồi, 5 mặt. 5 màu sắc khác nhau. Đúng. Thì tượng trưng cho là chị này có, chị Linh Lê có khoảng nhiều mặt hơn. Cái mặt đây không phải nói về tiêu cực quá. Cái mặt ở đây nói là ví dụ như là chị ở một mình chị rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi ở bên người khác là chị cứ thích nhõng nhẽo rồi này nọ, rồi muốn được người khác cưng chiều là như vậy. Số 21, mời bạn. Em nghĩ năm màu đó tương đương với năm mối tình. Và năm mối tình đã từng trải. Và năm cái sừng đủ màu. Năm mối tình hoặc là năm cái sừng. Và em sẽ là người thứ 6. Em là cái sừng thứ 6. Dĩ nhiên chỉ có Linh Lê mới biết được lý do vì sao cô ấy mang khối Rubik hình tam giác này đến với chương trình. Chúng ta cùng nghe Linh Lê chia sẻ nha. Cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta cùng xem chủ nhân của khối Rubik hình tam giác này sẽ bật mí về bí mật động trời của chính mình. Mời Linh Lê. À, bí mật ngày hôm nay mình mang đến đây đó chính là mình là tiểu tam. Tiểu tam. Ngoài sức tưởng tượng, thưa quý vị, một cô gái xinh đẹp đang hoạt động nghệ thuật. Và rất nhiều chàng trai, thậm chí là 30 chàng trai ngày hôm nay, đến 26 chàng trai đã mong muốn đăng nhập để tìm hiểu. Nhưng rồi thì cô ấy lại tiết lộ bí mật động trời của mình, từng là tiểu tam. Thì 10 chàng trai trên kia có quyết định tiếp tục đăng nhập hay đã thay đổi suy nghĩ và lựa chọn đăng xuất để không tìm hiểu Linh Lê? Thời gian 30 giây dành cho các bạn bắt đầu. Lúc này các chàng trai của chúng ta nếu chọn quyết định tiếp tục đăng nhập, các bạn sẽ giơ bảng trái tim màu xanh. Còn với những chàng trai lựa chọn đăng xuất sẽ giơ bảng trái tim màu đỏ. Chúng ta cùng chờ xem. Thời gian đã hết. Quyết định của các bạn là 5 trái tim đăng nhập và 5 trái tim đăng xuất, thưa quý vị. Mời các chàng trai lựa chọn trái tim màu đỏ ra sân khấu. Thưa quý vị, tôi tin rằng là những chàng trai lựa chọn lý do đăng xuất đều có cùng suy nghĩ, không thích tiểu tam. Vậy thì tại sao có đến 5 chàng trai lựa chọn lý do tiếp tục đăng nhập? Hãy nghe thử nhé. Chị bị người ấy lừa, người vô tình trở thành tiểu tam. Em nghĩ là như vậy. Một người đàn ông bao dung phải không ạ? Dạ, thật sự thì em đã có cảm tình với lại là Linh Lê từ hồi đầu. Dù cô ấy là người thứ ba. Một con người làm nghệ thuật cống hiến hết mình vì nghệ thuật thì những con người đó tâm hồn rất đẹp. Theo em nghĩ thì chị Linh cũng là người bị bất ngờ. Nghĩa là vô tình trở thành tiểu tam. Dạ đúng rồi, em nghĩ là theo cái hướng của em là chắc là chị Linh là người tốt chứ không phải là người vậy đâu. Nếu như trong trường hợp vô tình trở thành tiểu tam thì đáng thương hay đáng trách? Em nghĩ là đáng thương sẽ nhiều hơn á. Tại vì nếu như là đơn giản thôi mình đâu biết đâu, mình đâu có tội cuộc đâu. Cuộc tình dù đúng hay sai, người sai không bao giờ đúng. Nếu trong cuộc tình đó Linh Lê không đáng trách thì người đáng trách là ai? Đáng trách là người đàn ông. Tôi muốn nghe lý do của bạn số 23. Ý kiến của em thì cảm giác em thích, còn mọi chuyện không quan trọng. Thích thôi, tất cả gác lại hết. Năm chàng trai đăng xuất, nghe những chia sẻ của năm chàng trai đăng nhập thì có cảm thấy điều gì không? Thấy nó hơi vô lý. Hơi vô lý, họ vô lý. Dạ. Bây giờ hãy xem Linh Lê sẽ giải bài thêm câu chuyện của mình. Tại vì sao một cô gái với nhan sắc như vậy, tài năng và xinh đẹp như vậy lại quyết định lên sóng truyền hình và công bố bí mật động trời của mình? Mình từng là tiểu tam. Mời Linh Lê. À, các bạn đã nghe câu mà gặp được đúng người mà sai thời điểm chưa ạ? Và đúng, Linh đã gặp một mối tình ở đúng người nhưng mà sai thời điểm.
Khi Linh quen bạn đó là ở Đài Loan trong một chương trình tham gia về nghệ thuật thì đúng cái kiểu gõ cửa trái tim luôn á, một người rất là hợp mình. Nhưng mà một khoảng thời gian sau thì Linh nhận được một tin nhắn từ vợ bạn đó là bạn ấy đã có gia đình rồi, và Linh vô tình trở thành tiểu tam. Cái điều đó là Linh không hề muốn. Sau lúc đó thì Linh đã dừng lại. Với những người đàn ông đang xuất, các bạn cảm thấy gì khi nghe câu chuyện trọn vẹn mà Linh Lê chia sẻ? Khi mà bắt đầu với mối quan hệ với người khác, mình phải tìm hiểu rõ nó như thế nào để tiếp tục mối quan hệ đó, chứ không phải là gặp là yêu luôn. Kiểu chị cũng có một sự đáng thương và cũng có một sự đáng trách trong đó. Vừa đáng thương vừa đáng trách trong đó. Đó là quan điểm của bạn. Bốn chàng trai còn lại thì sao? Theo em thấy thì chị hơi đáng thương là ở chỗ là chị thích người ta nhưng mà chị không biết người ta đã có gia đình rồi. Cái này là chị kiểu là vô tình bị đẩy vô mình là tiểu tam vậy á. Thật sự là em không thích tiểu tam. Nghĩa là mình đang bàn về cái thái độ ở đây đúng không? Giữa chủ động làm tiểu tam và bị động làm tiểu tam nó hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ cho các bạn cơ hội đăng nhập lại. Sau tiếng đếm 1, 2, 3, ai quyết định đăng nhập lại, chúng ta bước lên một bước. 1, 2, 3. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này chúng ta có 3 chàng trai đã quyết định đăng nhập lại. Nhưng rất tiếc, ngay lúc này đây, quyền quyết định các bạn có được tiếp tục đến với vòng trong cùng Linh Lê hay không lại thuộc về Linh Lê. Em sẽ chọn con tim, em cho phép các bạn được đăng nhập lại ạ. Và mong muốn các bạn sẽ muốn tìm hiểu em nhiều hơn ạ. Chấp nhận đăng nhập lại, xin được chúc mừng ba bạn. Mời ba bạn về vị trí của mình ạ. Đó là những quan điểm cá nhân, nó ảnh hưởng đến cảm xúc, ảnh hưởng đến lý trí để đưa ra những quyết định. Chúng ta tôn trọng điều đó. Và rất tiếc mời các bạn về vị trí dành cho những khán giả để tiếp tục. Bao cao su Tham Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tham Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.